Bạn này thần thái rất giống Tuyết. Cách hát, chỉ tay, rồi bấm quyệt ngay bụng, đẩy mặt hơi, lúc nào siêu diễn nè. Cái gì? Mày muốn cái gì hả? Tao nói như vậy mày có nghe không hả? Mày muốn cái gì chứ hả? Tất cả sẽ có trong tập 7 ca sĩ thần tượng, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 28 tháng 7 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.